đang test test súp điện 40 Martin. Con này là súp hầm các bác nhé. Cái đơn này thì em giao cho một bác khách ở Đồng Nai. Cái này thì em bán 3-4 năm nay rồi. Súp điện 40 Martin thì em bán 3-4 năm nay rồi các bác nhé. Chất lượng luôn cho các bác. Đấy, súp đánh rất là uy lực cái con này. Rất sâu tiếng luôn và đánh rất rất êm luôn các bác nhé. Thùng của nó rất là chắc chắn. Con này của nó tay xách hai bên các bác nhé. Thùng sơn sần chống nước, có đề cắm cọc loa phần ở trên đấy. Đấy. Cái này là súp hầm này thì bát nó nằm ở bên trong này. Mở cái nắp này là những con ốc các bác nhìn thấy chưa? 12 con ốc này thì mở ra là bát nó nằm bên trong này. Với cả cái mạch đằng sau nhá, mạch của nó đằng sau đấy các bác nhá. Mạch của nó là mạch xuyến 4 sò nhá, xuyến 4 sò. Thế bác nào muốn xem chi tiết cái hình ảnh cái mạch này nó ra sao thì có thể kết bạn qua Zalo cho em để em gửi hình ảnh. Còn cái củ bát bên trong của nó là từ 170 côn 76 các bác nhá. Chỉ đỏ gân cao su. Đấy. Các bác chơi gia đình mà chơi gia đình phòng hát, các bác chơi một cục này rất ok luôn nhá. 2,8 triệu một cục thôi, xúc điện 40 Martin em bán quá nhiều luôn. Để các bác có thể đeo tai nghe, em đang test các bác có thể đeo tai nghe nhá. Đấy, mua hàng các bác có thể điện trực tiếp cho em vào đây nhá. Liên hệ em nhá. Ôi em tắt đi này, rung hết cả trần quá. Ok các bác nhá. Các bác nào cần kích thước của cái thùng này cũng liên hệ em luôn để em nhắn nhá.